Thường thường kêu ăn ốc kêu sợ cái đuôi lắm, mà ăn ốc mỡ này đuôi ngon thiệt, nó béo. Mô bà, Ngon khô. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Kiều mua được một thùng ốc mỡ. Cái thùng này là 3 kg nè, để Kiều mở ra nha. Wow, trời ơi, 3 kg nhiều ghê luôn. Ốc còn sống luôn nha mọi người. Nó mở miệng thè lè luôn nè. Nhìn nó sạch, nó tươi ghê luôn á. Nhưng mà chắc Kiều phải ngâm thôi. Ngâm ngày mai ăn cho nó chắc ăn. Trời ơi, nhìn đã quá à. Này Kiều sẽ ngâm nước nha, bỏ muối vô. Về muốn ăn liền lắm. Nhưng mà ăn sợ cá đó mọi người. Để ngâm một ngày. Cái muỗng vô. Thịt ta. Bây giờ mình sẽ luộc sơ ốc trước ha. Kiều sẽ bỏ sả vô nè. Sả với lại hành tím với gừng. Bỏ vô làm cho nó khử mùi. Xôi chua. Bỏ muối vô nữa. Cái ốc mỡ này nhớt lắm mọi người, rửa sạch cỡ nào nó cũng nhớt hết trơn á. Nên mình luộc sơ qua như vậy á, nó sẽ không có nhớt. Bỏ rượu xôi chua vô nữa. Luộc xong ốc sạch sẽ, Kiều rửa sạch sẽ. Bây giờ Kiều bắt đầu xào nha. Xào bơ tuổi mọi người ơi. Bỏ nhiều nhiều dầu vô. Này là tỏi nè, hành tím nè. Xong thì sẽ bỏ một muỗng bơ vô. Ai ăn nhiều bơ thì bỏ nhiều bơ, ai ăn ít bơ thì mùi thơm nhẹ nhẹ thì bỏ ít bơ. Còn muỗng này chắc vừa vừa này nè. Tỏi với hành bắt đầu vàng thì sẽ bỏ ốc vô nha. Kiều sợ khét thôi nên Kiều sẽ tắt lửa trước để mình nêm nếm nha. Bỏ một muỗng mật ong vô. Đáng lẽ là bỏ đường nha mọi người, nhưng mà nhà Kiều thích bỏ mật ong á, nên cái vị ngọt nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Xong bỏ một xíu muối, một xíu nước mắm, tương ớt, ớt bột, ớt, tiêu, bột ngọt. Tại gia vị nhiều quá mọi người, khi mà nó đang nóng mà cứ bỏ từ từ vô á là ngồi nó bị khét á. Nó sôi nó sạch như vậy là chín rồi đó mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mã Kiều Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Mọi người ơi, hôm nay Kiều làm món ốc mỡ xào bơ tỏi cho anh Huynh Hí ăn. Lần đầu tiên anh Huynh Hí sẽ thưởng thức cái món này, ăn kèm với lại là cải xà lách vườn nè mọi người. Trời ơi, chảy nước miếng luôn á. Chim là Xin mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Mã Kiều Cuộc Sống Hàn Quốc. Một bài không? Nè, cho một bài không? Chưa một cô yếu, na tôi chưa mạnh tôi rồi. Muốn sâu à chưa mọi rồi. Kiều cũng lần đầu tiên làm luôn á mọi người ơi. Ở Việt Nam có mua được cái ốc mỡ này đâu mà làm. Ở thế toàn là người ta làm sẵn ở ngoài đường ăn không mà mọi người. Khỉnh lên đó. Mà sao?
Chiếc vơi á. Anh xem kìa. Chua kìa. Tôi sẽ gọi ủi tay số e. Trời có giọng nhôm ngon. Trời ơi, lần đầu tiên làm thành công mọi người ơi. Ngon rồi. Trời ơi, cái sốt sườn ngon. Sốt sườn ngon. Anh cha chi. Trời ngon quá. Trời công nhận sốt sườn ngon thiệt. Đã chắc liệt rồi. Anh ấy phê ổn nó. Để chẳng ổn sao. 내장 있네. 응, 알죠. 내장 빼면 안 돼? 빼 한 수는데 잘못 빼. 내장 먹어보고 싶어요. 좋아. 이거 내장까지 먹으면 혹시 맛있을까? 아 그래? 사람들이 다 내장 먹어. 근데 그 이거 아니야, 맛있어. 맛있어? 와, 아, 눈 thấy lấy được nguyên cái đuôi luôn kìa. 사람들이 다 내장 좋아. 어, 이렇게 하면 되네. 괜찮은데? 먹을 수 있어. 맛있어. 와. 네, 뭐 이거 lấy được nguyên cái đuôi rồi nè. 맛있다. 다 배 한 푼 있어. 예쁘게 배 줄게. 예쁘게 잘 안 안. 먹어봐. 어떻게? 이렇게 돌려. 돌려. 야, 돌렸는데 빼. 우렁이처럼. 이게 돌렸는데 이거 뭐야? 네. 어디 갔어? 네. 영웅이 그 돈이야. 친구 나와. 나와. 와, 진짜 깨셨네. 와, 생생한 거네. 와, 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 와. 짬 cái nước sốt, công nhận nước sốt ngon. 혹시 이거 베트남 사람들이 먹을 때 맥주 안주 아니야? 응? 맥주 안주. 맞지? 맛있어. 맛있는 거 안 줘. 타이거. 맛있는 거 안 줘. 타이거? 타이거. 어, 알았네. 아. 이거 예뻐. Cái này là mồi ngon, mồi bén luôn. 타이거 먹어보고 싶다. 나중에 만터 만들어 타이거 사줄게. 타이거 안 팔아 한국에? 팔아? 언니 팔아. 팔아? 응. 그거 사야지. 먹어. 타이거 언제 사줘? 빨리 언니 가. 아, 알았어. 괜찮아? 나. 좀 만들어 사서. 처음 만들었는데 이렇게 맛있지? 근데 혹시 신신하면 더 맛있다. 그지? 오, 잘 나왔어. 잘 나와줄게. 먹고. 정어. 정어 영정. 아, 조심. 야야 슥슥. 맘. 너 thấm cái gia vị vô mọi người, nó thơm mùi bơ tỏi. Mà nó ngọt ngọt. Ngọt mà không ngọt lắm á. Mọi người nêm mực ong đi ngon lắm. Ngon lắm. Joshim. Joshim. Nhớ cái này lúc mà kiểu làm ở thành phố Hồ Chí Minh á. Ban đêm á là người ta bán ở ngoài đường bán cái này nè. Trời ơi, lấy nguyên con là đã ghê rồi. Ăn gì nó mới đã nè. Để thông qua xem. 여러 번 하니까 되네. 많이 안 매워 했지? 많이 안 매워. 매운 거 넣는데 왜 안 매워? 안 매워. 뭐? 애기네. 이거 호지민에서 밤에 밖에 많이 팔아. 밤에? 밤에 먹으면 술 안 주지. 왜 밤에 먹어? 왜 밤에 먹어? 밤에 사람들이 데이트 많네. 아, 데이트할 때 이거 먹어? 데이트만 아니야. 그냥 친구 같이 놀래. 아, 친구 같이. 저 con này bự ghê. 아, 저 지금 đêm đến là hột vịt lộn, trứng gà nướng, trứng cút lộn, ốc mỡ xào me, ốc mỡ xào bơ tỏi. Trời ơi, mấy món ngon ngon không. Rồi á, cút chiên bơ. Từ từ Kiều sẽ cho anh Hưng Hí thưởng thức tất cả món ăn ngon của Việt Nam.
món nào cũng ngon. Trời ơi, con chinh trà dặn nhôm master. Ừ, dặn nhôm master quá. Dặn nhôm master quá. Curry master nè. Ừ, mấy số, tập đeo vô. Curry, chinh trà. Quên lê curry, so. Quên lê thả đường, ổ đường ấy curry so. Mà chờ. Cũng đây có curry thẳng chân nè. Ừ, ngon quá. Ủa, tài bỏ trong đời vậy. Mới mốt làm cái nước sốt này ăn ngon. Ở bà hắn ngồi trên chú thái thiết kê kê. Chả phải ăn cái đuôi á mọi người. Nên lễ cho bằng được ra cái đuôi. Trời ơi ngon. Thường thường kiểu ăn ốc kiểu sợ mấy đuôi lắm mà ăn ốc mỡ này đuôi ngon thiệt. Nó béo. Bô bà. Ngon khô. Ngon khô. Đút cái lá gì đâu chà bá nữa. Cứ để tôi mệt. Quả là chung chung. Ở đâu mà con cú đi ẩm mà quá. Cần đây con cú đi nổ mà xong. Ở xin chứ. Quả này chính chú đó. Ẩm một cô chân à. Ừ. Ta đơn ruộng rồi hút ẩm một chì. Ừ. Nhanh nhâm tình chào mà chồng. Ở ý khề, ý khề. Ừ. À chê nhìn kì dùn kè kích thế này cả. Ảnh vui sâu rồi tình. Ừ, ngon quá. Itaka yang yum is a man. Good pup. Chocolate song. Papa lắm smoke crystal. Dog, the yang yum they call my dung coma. Suran joan yum pup panchan. Never panchan. Panchan. Pup catch him over. Oh. Dog. Wow. Con in a burn. Wow. Ngon ha. Ngon. Nó muốn ngon. Nó muốn ngon. Ngon nhiều lắm. Ngon nhiều lắm. Chinh chà. Wasata. Ký ức hay nè. Trời nhớ luôn. Wasata. Chinh chà wasata. Ngon quá. Công nhận rau dường chấm cái nước sốt này nè. Ừ. Ok, bữa chung gọt kìa. Nguyên chứa. Ờ, khô à, khô à, còn chắc á. Ờ, chẳng chẳng rồi thôi. Quá sao vậy? Wow. Ngon thiệt. Công nhận ngon. Mà anh đi ăn meo quá chị. Mà nhận meo. Trời ơi, con nhận ốc mỡ. Ngon quá. Mệt rồi. Chắc một cái đình đấy. Hồi trước lúc mà đi ra ngoài mọi người. Hồi trước lúc mà ở thành phố Hồ Chí Minh đi làm á mọi người. Tan ca xong á, đi làm về á. Trời ơi, giấc chiều chị ăn dạng tối á. Bắt đầu người ta dọn hàng ra ha. Mà mua một dĩa có mấy con à, có chút xíu à. Giờ mua mấy ký luôn, ăn cho nó đã. Cái đã sọt. Ngon quá. Ngon. Thèm nè. Rèn. Chỉ có bên nhắc kia ăn. Trời ơi nè. Chinh chà quá sao đã. Quá sao đã. Ngon thiệt. Kính đây chinh chà master. Dặn nhôm khả năng chưa. Dặn nhôm quá sao. Ôi đồng sao. Ngon
ngon quá mọi người. Nhưng tôi alleredo. Xin chú alleredo. Hunza bèo sao? Xin chú in red bay quên hôm qua. Tóc cặp thẻ nhỉ? Xin chú bằng bóp. Xin chú bằng bóp gì? Tao đừng xa lắm đi cốt chú ăn nó. Yêu chá chá đọc chí? Cốt chú nâng chá chá đọc chí? Mà giờ, cốt chú hảo cố, cun hảo cố ăn rồi. Ngon quá. Ăn này mà muốn liếm cái vỏ ngoài. Nếu đi ăn nên một cô ăn nên tên bạc kèo lê lê hai cô xịt. Đăng ngon quá cho tình phẩm. Hôm cha dùng đi hôm cha xin sang hồng. Mà kiểu phái ăn mấy con mà nhỏ nhỏ vừa vừa gì nè mọi người. Con bự quá ăn ngán miệng. Ngon quá. Ngon thiệt ha. Mà công nhận cái vị nó trời ơi, cái nước sốt nó còn ngon hơn cái thịt ở trong nữa. Thả mốc của con. Thả mốc của con. Thả mốc của con. Thả mốc của con. Chả lễ chả khiều khiều ra từ từ. Ôi cơ, nhau lên xét trình trầm hay sao? Là chờ, hình xinh hẹo. Cái đuôi nó rất là béo luôn mọi người. Thường ăn ốc thì ăn ngại ăn cái đuôi lắm. Mà công nhận cái đuôi này nó béo. Kiều ngâm ngâm một ngày đó. Mua về ngâm một ngày trời qua ngày sau mới nấu á nha. Ăn cho nó chắc ăn. Trời ơi, ngon quá. Mắc chi mắc. Nhưng mà không bố mình. Sao em tôi đi. Ông chút mầm mầm đào. Inside hàm mèn tôi một con. Inside tôi thả mọc. 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 Vì chinh chú in xa chinh chú tha mèn ở ba giờ ghi hôn cha chích cực á. Kiều nói kiều chào á mọi người. Kiều chào mọi người nha. Cho anh chả lại anh chả quay một mình nha. Ăn một mình anh chả ừa. Ô là trời thiệt á. Ngon á. Để cho lâu sức ta. Để hết đèn này lâu lắm. Ôi con. Thà hai mèn ổ lê à. 다음은 오르지. 근데 진주 인사하고 있으면 오빠 한 개 더 먹을 수 있어. 빨리 인사해. 빨리 인사해. 좋아. 저 anh lễ đi để kiều tự chào một mình ơn kiều. Trở ghiền món này rồi. Thì mọi người ơi, Kiều xin tạm dừng cái video của Kiều ở đây nha. Xin tất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai vợ chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye.